Mọi người có cùng quan điểm với tôi là Rama không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ tập này sang tập khác không? Nói tới đây không biết các bác đã hít xong Rama trong 6 tập đầu của Muôn Kiểu Làm Dâu chưa nữa? Mà hít xong hay chưa thì tôi cũng đã sẵn sàng kể tiếp tập mới rồi, nên bác nào chưa hít xong thì tranh thủ đi nhá. Mở hàng thì tôi cũng phải cho các bác hít qua một chút không khí vui nhộn lấy tinh thần chứ đúng không? Đúng là ai rồi cũng lộ, nhưng tôi thật không ngờ là một người đỉnh đạt lôi cuốn như anh bác sĩ mà bị lộ bởi một con rán. Không suy nghĩ gì, anh leo thẳng lên bàn và nhờ sự trợ giúp từ chị vợ tóc tém. U là trời, ai đó hãy trả lại cho tôi anh bác sĩ 10 điểm ngày nào được không? Mà chị vợ tóc tém thì cũng đâu có giống vợ nhà người ta. Biết chồng sợ rán, mặc dù chị đã về liền để giải cứu nhưng cũng phải tranh thủ chọc một chút rồi giải cứu sau. Chắc lúc này chị đã quên hình ảnh người chồng đầy vị tha bỏ qua mọi sai lầm, dù là một mâm cơm làm anh gặp anh tào cả buổi tối. Trừ chị tóc tém một điểm thanh lịch hay quên nhưng cộng chị 8 điểm nhây, hợp ý tôi. Một buổi sáng mà chị tóc tém phải giải quyết tới 2 trường hợp sợ rán, thiệt là đắt hàng mà. Ai rồi cũng phải sợ rán thôi, bác dâu hiền cũng không ngoại lệ. Nhưng chị tóc tém vẫn cứ là nhây, có làm gì thì chị vẫn phải chọc một chút rồi tính sau. Về khoản này, chị mư đỉm. Mọi người có ghét rán không? Chứ tôi là tôi cực kỳ ghét cái con quỷ này, không hiểu sao đã sinh ra nó rồi mà còn cho nó biết bay nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bác chồng hiền đã tập hợp mọi người để có một cuộc họp gia đình, thống nhất ý kiến về vấn đề đứa con thất lạc của bác. Khi thấy mọi người đều mệt mỏi và tổn thương, nhất là bác dâu hiền nên bác chồng hiền đã quyết định dừng việc tìm kiếm tại đây. Đương nhiên, bà nội kịch liệt phản đối chuyện này, nhưng bà nội vẫn nghe theo lời bác chồng hiền. Còn về phía bác dâu hiền, vì không muốn chồng mình khó xử nên bác dâu hiền đã tôn trọng ý kiến của bác chồng hiền tuyệt đối, nhưng bên trong, bác dâu hiền vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình đó, dù chỉ có vài tia hy vọng nhỏ bé. Vậy mới thấy, không có gì có thể tạm ngưng được tình mẹ yêu con. Tôi rất mong chờ hành động tiếp theo của bác dâu hiền trong vụ này, các bác hóng chung với tôi không? Còn phía bên gia đình chị trẻ thì cuộc sống đơn giản hơn. Anh chị muốn đi du lịch nhưng lại sợ bác đẹp không cho nên anh miệng lưỡi đã nảy ra ý định là sẽ nhờ bé bánh bao giúp đỡ. Với bản tính thích được khen của mình, bác trẻ đã không thể nào thoát được miệng lưỡi của con trai mình, đã vậy còn cộng thêm bé bánh bao. Thế là chị trẻ và anh miệng lưỡi đã có thể đi du lịch cùng nhau một cách đường đường chính chính, không sợ mẹ chồng la lại còn không phải chăm con. Đúng là đồng vợ đồng chồng, tắt biển đông đi du lịch. Trong khi đó, chị tóc tém đang vội đi lấy tin vào một buổi sáng cuối tuần, vừa bước ra khỏi nhà thì sự cố ập tới. Ây da, không biết lúc nãy chị đã bước chân nào ra khỏi nhà trước mà xui quá vậy chị tóc tém ơi. Đang lúc gấp mà gặp chuyện này đúng là khó chịu thật, nhưng bác dâu hiền rõ ràng là không cố ý tưới nước vào chị tóc tém. Chỉ là đúng người đúng thời điểm nên thôi, trách ai bây giờ. Tranh thủ lúc mẹ vắng nhà, anh nhu nhược rủ chị cam chịu hâm nóng tình cảm vợ chồng. Bằng cách anh rủ chị nhảy dưới ánh nến lãng mạn đồ đó, nhưng đang nhảy thì chị cam chịu vô tình làm rơi một ly rượu xuống đất bể tan tành. Anh chị thấy đó là dễ thương nên cười khúc khích, còn tôi thì tôi thấy đó là điềm, tại cái gì đổ bể cũng đem lại điềm xui rủi hết các bác ơi. Không biết tôi đoán vậy có đúng không nữa, nhưng tôi vẫn mong tôi đoán sai nha. Xui là lần này tôi lại đoán đúng, bác Mộng Trẻ về là tôi thấy chị cam chịu còn muốn bể nói gì cái ly. Bác Mộng Trẻ nói là, bác chỉ mới bước chân ra ngoài có một chút mà ở nhà chị cam chịu đã dụ dỗ chồng bày trò liền. Bác còn đoán là chị cam chịu đang muốn bác chết sớm để chị được tha hồ tự do, muốn làm gì làm, không ai cấm cản. Chị cam chịu thì nhất định phủ nhận rồi xin lỗi liên tục trong lúc dọn dẹp cái ly bể. Chị vô tình làm bị cắt trúng chân, thế mà bác Mộng Trẻ cũng ngăn cản không cho anh Nhu Nhược bay vô phụ giúp vợ, nhưng anh Nhu Nhược thì lại quá nhu nhược. Đâu có làm gì được ngoài việc nghe lời mẹ, và cứ thế, anh đứng kế bên, nhìn vợ mình bị mẹ mình chửi mắng. Hay ra, đúng là nếu không chọn được mẹ chồng, thì mình nên chọn chồng cho hợp lý các bác ơi. Chứ chồng hiền mà nhu nhược như anh nhu nhược thì tôi không ham miếng nào. Cỡ tôi là tôi ký cái đơn rồi đó, chồng con gì mà chán. Nhưng ở một không gian khác, cách tán tỉnh theo sách vỡ của chú xe ôm dành cho cô Ú quá dễ thương luôn nè các bác ơi. Dù rằng hôm nào chú xe ôm cũng canh ngay khúc đường đông đông để tặng hoa cho cô Ú làm cô Ú cảm thấy rất phiền và xấu hổ. Nên cô Ú luôn cố giấu đi chuyện này, không muốn cho ai biết. Không biết chị tóc tém có giữ bí mật được chuyện này không, chứ tôi là tôi muốn lan tỏa cái sự đáng yêu đó lắm. Đúng là chị tóc tém không làm tôi thất vọng, chị không những nhây mà còn nhiều chuyện nữa các bác ơi. Chị đã khẳng định là thấy cô Ú được một người đàn ông chở đến góc ngã tư và người ấy còn tặng cô Ú một bông hồng đỏ. Nhưng cô Ú thì tìm mọi cách để từ chối sự thật này. Nhưng có làm gì thì sự thật vẫn là sự thật, chẳng những mọi người biết mà còn suy luận ra được cô Ú đang được chú xe ôm tặng hoa hồng. Lần này còn gì nữa đâu mà chối cô Ú ơi.
thấy cái chú đó tặng bông cho cô nữa nè. Không, bông không, không có bông. Có bông hồng màu đỏ. Làm gì có? Có, nếu như mà tặng bông hồng đỏ thì chỉ có thể là chú bông. Chúc mừng cô nha. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai tên là Hồng. Chúc mừng cô Út nha. Trời ơi, đúng thiệt là bông với hồng nó đi đôi với nhau thiệt là hợp á. Dưới ánh nắng sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm. Anh miệng lưỡi và chị trẻ vừa có một chuyến du lịch bất ổn đó các bác. À, tôi nói chưa đúng lắm. Thật ra anh chị có chuyến du lịch vui vẻ như ý lắm, nhưng về gần đến nhà thì bất ổn. Nguyên nhân là do anh miệng lưỡi nhiệt tình đi giúp gái đẹp làm chị trẻ nổi cơn ghen. Mà các bác biết rồi đó, khi mà phụ nữ ghen thì còn nhớ gì nữa đâu, nên quà của mẹ chồng mà chị trẻ cũng quên là chuyện bình thường. Nhưng tôi để ý là không biết vô tình hay trùng hợp mà lần nào anh miệng lưỡi làm việc tốt là gặp ngay gái đẹp. Hèn gì chị trẻ cứ tức điên là phải. Dạng này là giống như kiểu thà giết lầm hơn bỏ sót nè các bác ơi. Thời đại 4.0 thì tiểu tam không còn bí mật lén lút như hồi xưa nữa các bác ơi. Đó, các bác thấy chưa, tiểu tam bây giờ là thủ đoạn vô biên để công khai đi mua sắm với chồng người ta, tìm mọi cơ hội để cướp được chồng người ta. Nhưng đâu dừng lại ở đó, tiểu tam còn tạo mối quan hệ rất tốt với phụ huynh. Mà phụ huynh như bác Mộng Chè thì bác chủ động tạo mối quan hệ tốt với tiểu tam nha các bác. Ôi nè, trời ơi, cái chỗ này đẹp quá à. Biển xanh cát vàng nữa chứ. Cái này mình tung tăng trên biển chụp hình là đẹp lắm luôn á cô. Công nhận đẹp thiệt đó. Sống gần cả đời người rồi, vậy mà còn nhiều nơi còn chưa kịp đến nữa. Ủa, chị Uyên, chị không có đưa cô đi du lịch hả? Cũng là luật sư như ai, nhưng lương thì 3 cọc 3 đồng, sống còn không nổi, nói gì đi du lịch. Cô, con nói thiệt nha, con mà là con dâu của cô á, suốt ngày con đưa cô đi du lịch luôn á, chụp hình này nọ cho cô nữa, rồi đi đâu con cũng khoe với mọi người á, cô là mẹ chồng của con, mẹ thúy. Các bác còn giữ được bình tĩnh không, chứ tôi coi tới khúc này là tôi thấy tâm mình không thể bất biến rồi đó. Anh nhu nhược cũng thấy bất bình và đi xuống chủ động bênh vực chị cam chịu. Nhưng tình thế đó, các bác có nghĩ anh nhu nhược đấu trí lại bác Mộng Chè và chị Trà không? Câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo trong tập 9 của Muôn Kiểu Làm Dâu. Đó, các bác nhớ theo dõi nha. Có con dâu hiểu chuyện như con như vậy á, thì sướng biết mấy. Châu, hiện đây có quán cà phê, ra ngoài nói chuyện với anh. Đi nha mẹ. Nhưng mà... Con đi nha con. Đi đi con.